Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, tin danh Chúa. Thời ấy, hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện thời ông Quirino làm tổng trấn xứ Syria. Ai nấy đều về thành của mình mà thay tên tuổi. Bởi thế, ông Giuse cũng từ thành Nazareth, miền Galilee lên thành vua David gọi là Bethlehem, miền Jude, vì ông thuộc gia đình và dòng tộc vua David. Ông lên đó khai tên cùng với bà Maria là người đã thành hôn với ông. Lúc ấy bà đang có thai. Khi hai người đang ở đó thì bà Maria tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng lấy tá bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, và hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vượn. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ sợ hãi kinh hoàng. Nhưng sứ thần bảo họ: anh em đừng sợ. Này, tôi luôn báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân. Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Người là đấng Kitô, là Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra người. Anh em sẽ gầm thấy một trẻ thơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Bỗng có đạo binh thiên quốc đông đảo hợp với sứ thần cất tiếng ca tụng Thiên Chúa rằng: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ Giáng sinh mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể làm người. Chúng ta dừng lại về ơn gọi làm người, về sự nhập thể của Đức Giêsu đến ở với con người để cứu độ chúng ta. Anh chị em vừa nghe trình thuật tin mừng về mầu nhiệm con Thiên Chúa nhập thể sanh ra ở máng cỏ hang lửa Bethlehem. Chúng ta thấy đây là một mầu nhiệm cao vời, chúng ta không thể nào thấu hiểu được. Thiên Chúa toàn năng, toàn trí, ngàn trùng chí thánh, sáng tạo cả vũ trụ đất trời từ hư không, vậy mà lại muốn làm người ở với chúng ta, là một thụ tạo, và ngay khi con người đang phạm tội chống lại Ngài. Chúng ta không thể hiểu nổi, không thể lý giải được mầu nhiệm
Giáng sinh của Thiên Chúa làm người. Thiên Chúa toàn năng sáng tạo vũ trụ này bằng lời từ hư không. Vậy để cứu độ chúng ta, tại sao Ngài lại vất vả quá đỗi như vậy? Thiên Chúa muốn làm người, muốn nhập thể, thì Ngài đón lấy một lịch sử. Ngài đã đến, và nếu Ngài đã chọn dân tộc Israel và sanh ra trong dòng lịch sử, thì chúng ta thấy trình thuật tin mừng thời ấy, hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ kiểm tra dân số, và Ngài chấp nhận lệnh của nhà vua, thực hiện cái chiếu chỉ ấy từ Lazaret lên Jerusalem và đi 10 cây số nữa, tổng cộng là 130 cây số. Chúng ta hình dung Đức Maria mang thai nặng nề gần tới ngày sinh. Ngày đó không có phương tiện như bây giờ, chủ yếu là đi bộ. May có con lừa đi được một chút, phải băng qua rất nhiều cánh rừng, nhiều dòng suối, nhiều núi non hiểm trở. Ngày ấy người ta phải tụ lại thành nhóm để đi, có không thì gặp cướp. Chúng ta thấy tại sao Chúa lại bắt Đức Mẹ Thánh Giuse và bào thai Giêsu vất vả quá đỗi như vậy. Rồi tới Jerusalem đăng ký sổ sách, chu toàn trách nhiệm của một người công dân, rồi đi tìm chỗ cho Maria sanh. Chúng ta chiêm ngắm Thánh Giuse, chúng ta đặt vào hoàn cảnh Thánh Giuse nghèo khó, tìm đâu ra phòng trọ. Và chắc Thánh Giuse cảm thấy mình không chu toàn trách nhiệm cho Maria sanh ở một nơi ấm áp, kín đáo. Và Giuse lúng túng, để rồi ở cánh đồng Bethlehem đó tìm được một cái hang. Hang đó người ta chăn nuôi đàn vật, chúng nó ở trong đấy, chúng nó ăn ở trong đó, và không còn chỗ nào. Giuse lúng túng, cố gắng nhưng bất lực, đành phải dẫn Maria vào hang Bethlehem, vào chuồng lừa, chuồng của súc vật, rồi lấy một cái máng cỏ của súc vật ăn để cho Maria sanh Chúa Giêsu. Chúng ta dừng lại đây, chúng ta đặt câu hỏi, tại sao Chúa lại
không cho con của Chúa sanh ra ở cung điện vinh quang, tiện nghi, sung túc. Nếu có bình thường thì cũng có một cái giường, cái phòng kín đáo, ấm áp. Tại sao Chúa lại đặt Thánh Giuse, Đức Mẹ và con Chúa trong một cái hoàn cảnh rất là thấp hèn như vậy? Chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu nhập thể làm người của con Thiên Chúa, chúng ta thấy lòng của chúng ta quá đỗi sửng sốt, quá đỗi bất ngờ. Và chúng ta thấy hình ảnh một Thiên Chúa rất là bé nhỏ, hài nhi, rồi được quấn tã, được đặt nằm trong máng cỏ, rất là bé nhỏ, thụ động. Một Thiên Chúa sáng tạo cả vũ trụ đất trời mà giờ đây bé nhỏ, thụ động. Quá sức tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta thinh lặng để chiêm ngắm mầu nhiệm của tình yêu, mầu nhiệm của sự tự hủy để cứu chuộc chúng ta. Thưa anh chị em, và Thiên Chúa đã nhập thể như thế nên chúng ta cũng rất ngạc nhiên. Chúa đã chọn các mục đồng là những người nghèo khổ, làm thuê, làm mướn ở cánh đồng Bethlehem, ở vùng ngoại biên như chúng ta, là những người bé nhỏ, những người chẳng có thế giá gì trong xã hội, những người có thể nói là ngoại biên của kiếp nhân sinh, làm thuê mướn chăn súc vật ở ngoài đồng. Chúa chọn chính những người đó và báo tin mừng cho họ. Hôm nay Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Người là Đấng Kitô, là Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra người. Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bập tẻ nằm trong máng cỏ. Bỗng có đạo binh thiên quốc đông đảo hợp với sứ thần cất tiếng ca tụng Thiên Chúa rằng: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Chúa Giáng sinh trong mầu nhiệm tình yêu tự hủy, bé nhỏ, đơn sơ, thụ động, thấp hèn, quá đỗi. Và mầu nhiệm Giáng sinh ấy đầu tiên được loan báo cũng cho những người nghèo hèn, những người bé nhỏ, những người đơn sơ, những người ngoại biên của kiếp nhân sinh, những người bị xã hội khinh chê,
loại trừ. Tình yêu Giáng sinh được trao ban, được loan báo trước tiên cho những người ấy. Và chúng ta cũng thấy thật là một hồng ân. Những mục đồng khi thiên thần loan báo, họ cũng đơn sơ, mộc mạc. Họ nghe thiên thần nói là tin và mở lòng đón nhận tin mừng Giáng sinh. Họ không như những trí thức. Nếu mà các trí thức thì chắc không tin đâu. Thiên Chúa là Gia-vê Đức Chúa. Mỗi lần Chúa hiện ra sấm chớp đùng đùng, không ai nhìn thấy Chúa. Mô-xê là đấng thánh, gặp Chúa còn mở mắt. Vậy mà bây giờ bảo cứ dấu này mà anh em nhận biết Ngài là Đức Kitô, Ngài là đấng cứu thế. Anh em nhận ra Ngài là một hài nhi được cuốn tã nằm trong cái máng cỏ hôi hám bò lừa ở. Anh chị em tin không? Tin không? Chỉ có ai đơn sơ, khiêm tốn, mở lòng ra, với có thể tin một Thiên Chúa toàn năng, chí thánh, lại tự hủy nhập thể, mang lấy hình hài con người. Các mục đồng đã tin điều đó. Và khi đã tin thì bỗng có đạo binh thiên quốc đồng đảo hợp với thiên thần, cất tiếng ca tụng Thiên Chúa rằng: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Các mục đồng đã tin, đã mở lòng đón nhận Chúa. Vậy sau khi chúng ta suy niệm, chiêm ngắm mầu nhiệm Giáng sinh, chúng ta đặt câu hỏi: Chúa đã đến nhập thể làm người, đã đến với chúng ta. Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Thiên Chúa trên trời đã yêu thương người thế, đã nhập thể mang lấy thân phận nhân loại để cứu độ chúng ta, để trao ban bình an, ân sủng cho chúng ta. Còn chúng ta, loài người, có bình an dưới thế cho loài người thiện tâm không? Loài người chúng ta có mở lòng ra đón nhận Chúa không? Giáng sinh này, cha vẫn nói với giáo dân có cái bài hát Hai Mùa Noel. Còn cộng đoàn chúng ta thì nếu chính thức thì cũng năm mùa Giáng sinh rồi, cử hành thánh lễ trên cái đám ruộng này.
Năm mùa Giáng sinh rồi, tôi và anh chị em có mở lòng đón nhận được Đức Kitô không? Được bình an của Chúa là chính Chúa không? Và chúng ta không chỉ đón nhận Chúa cho mình, mà chúng ta còn cầu xin cho toàn thể nhân loại đón nhận được Đức Kitô, được Hài Nhi Giê-xu, để thế giới được an bình. Chắc mỗi người chúng ta trả lời với Chúa, nhất là chúng ta vừa trải qua cơn đại dịch, suốt bao nhiêu tháng phong tỏa ngặt, không dâng lễ được, chỉ dự lễ online. Mà dự lễ online thì anh chị em biết quá rõ rồi. Cha hỏi anh chị em thì phần đông, hỏi 100 người thì cha không biết là những anh chị em ở trong cái các giáo xứ kỳ cựu thì sao, còn vùng truyền giáo của chúng ta, hỏi 100 người, anh chị em nghĩ được 10 người dự lễ sốt sắng không? Anh chị em nào nghĩ được 10 người giơ tay cho cha mừng cái nào? Sao chẳng nghe ai giơ tay vậy? Được có mấy tay thôi hả? Giờ cha hỏi lại nhé, 100 người dự lễ online, 10 người dự lễ sốt sắng, xin anh chị em phỏng đoán coi được 10% không? Anh chị em giơ tay cao lên để chúng ta vỗ tay chúc mừng những anh chị em ấy. Đấy, anh chị em thấy không? Lạc đạc lắm, phải không? Nhưng mà chúng ta cũng phải vỗ những cái cánh tay đã can đảm giơ lên. Không được 10%, nhưng mà cũng có một số người có cái lòng đạo đức rất là sâu. Cho nên vì không đến nhà thờ được, ở nhà dự lễ, đã rất cố gắng. Từ trang phục, từ không gian và cả gia đình dự lễ. Cha thấy, cha hỏi thì cha thấy được một số người có nói gia đình chúng con dự lễ online vậy chứ lắng đọng, sốt sắng lắm cha. Một lần nữa chúng ta vỗ một tràng vỗ tay chúc mừng và cổ võ cho lòng đạo đức, cho sự sốt sắng sống trong hoàn cảnh đại dịch. Còn lại phần đông thì dự lễ online, thì anh chị em biết rồi đấy, online. Cho nên là mắt nhắm mắt mở, dự thiếu trước hụt sau, trong phòng trọ, rồi điện thoại nó, mạng nó không có, nó quay lòng vòng, nó cứ đứng đứng. Dự lễ có anh bảo, còn con lúc tức quá chỉ muốn đập cái tivi ra thôi, nó đứng chẳng làm gì được. Đấy là những người cố gắng. Còn có những người nữa thì ly cà phê, rồi nhấm nháp, rồi đủ mọi thứ cả, đạo nghĩa suy tàn. Đấy, anh chị em thấy Chúa đến với chúng ta rồi, nhưng mà chúng ta đâu có mở lòng đón nhận Chúa đâu. Người đã đến nhà của người, nhưng nhà của người không đón nhận người. Nếu mà Chúa đến, lạy Chúa, Chúa đến mà Chúa uy quyền, Chúa cứu độ chúng con bằng vinh quang, bằng vàng bạc, bằng châu báu, bằng đủ mọi thứ, những sung sướng ở đời này, thì chúng con dễ lắm. Ngặt một cái, Chúa cứu độ chúng con bằng mầu nhiệm tình yêu, tự hủy, bé nhỏ, thập giá, hy sinh. Cho nên chúng con
đâu có mở lòng đón nhận Chúa đâu. Cho nên anh chị em ý thức mình đang sống trong một cái môi trường tục hóa. Ngày xưa thì nhân loại người ta sống trong một cái môi trường thần linh. Tổ tiên chúng ta ngày xưa dù chưa có biết mầu nhiệm Giáng sinh, nhưng mà nhìn cái gì cũng là thiêng thánh hết. Hả ông ạ? Tổ tiên chúng ta nhìn cây đa sừng sững đầu làng, thần đa cắm nhang khấn vái, nhìn thấy trời đất bao la, sấm chớp đùng đùng, thần sấm khấn xin, nhìn thấy dòng sông trước nhà cuồn cuộn nước lũ nước ròng, Hà Bá cúng trinh nữ cho Hà Bá nữa. Nhìn cái gì cũng thiêng thánh cả, cũng thần linh cả. Và người ta hướng chiều về thần thiêng. Còn cái thời đại của chúng ta thì nó lại đổi chiều. Thời đại của chúng ta là thời đại tục hóa, giải thiêng. Đâu có thần đa đâu. Cây đa to, bây giờ có máy cưa, cưa hết sạch. Có còn làng nào còn cây đa đâu. Sấm thì do khí âm đụng khí dương, lỗ đùng đùng, giải thiêng. Đâu có Hà Bá đâu, ta còn đắp đập, đắp điện, uốn cả những dòng sông. Giải thiêng. Và chúng ta rất là tục hóa, biến tất cả trở nên trần tục. Như vậy thì tôi và anh chị em đang sống trong một môi trường như thế, hít thở như thế, nó nhào nặn chúng ta như thế. Cho nên thực tình chúng ta giữ đạo ngày hôm nay rất khó, và lại càng khó hơn khi cái con Covid này nó gây ra biết bao những khó khăn. Nếp đạo đức không còn, thói quen tham dự lễ tập trung cũng không có, và các con cháu của chúng ta chắc Chúa bây giờ đấng cứu độ của nó là cái điện thoại đa năng. Ngay cả chúng ta nhiều khi cũng nghiện các điện thoại, suốt ngày quệt quệt. Ngay cả đi lễ cũng lén lén nghe cha giảng, chứ tay mắt cũng cứ liếc liếc quệt quệt. Chúng ta thờ cái điện thoại, nó là Chúa của chúng ta. Nó bảo chúng ta cầm nó, dán mắt vào nó, suy nghĩ theo nó, và chúng ta trở thành sản phẩm của truyền thông. Chúng ta đã đuổi Chúa ra khỏi thế giới này, tục hóa, biến tất cả cái gì của Chúa, cướp tất cả của Chúa, và tống Chúa ra khỏi tâm hồn, gia đình, cộng đoàn và thế giới này. Anh chị em thấy bi đát không? Chúa yêu chúng ta, Chúa toàn năng, nhập thể, tự hủy tận cùng để chia sẻ thân người đau khổ bé nhỏ. Nhưng mà chúng ta đã đuổi Chúa đi, chúng ta có khi đã tống cứ Chúa khỏi đời chúng ta. Cho nên anh chị em thấy thế giới rơi vào khủng hoảng. Khủng hoảng trước nhất là môi trường sống anh chị em. Không có Chúa, con người sản xuất ích kỷ, tàn phá thiên nhiên và tiêu diệt thế giới này, trái đất này, và gây ra đủ mọi bệnh tật. Chúng ta thấy những cánh rừng bị phá, không còn khí oxy nữa, hiệu ứng nhà kính.
trái đất đang nóng lên, băng ở Bắc Cực đang tan, nước đang dâng lên, hủy hoại môi trường, là hủy hoại con người. Chúng ta thấy đủ mọi không khí ô nhiễm không khí, ô nhiễm thực phẩm, ô nhiễm dòng nước, ô nhiễm văn hóa, tư tưởng, và chúng ta đang hít những cái ô nhiễm đấy, cho nên ung thư rất nhiều, ung thư phổi chết rất nhanh. Bởi vì chúng ta đã loại Thiên Chúa. Thiên Chúa không được vinh danh thì con người cũng chẳng có bình an. Rồi chúng ta thấy khủng hoảng là về con người. Khủng hoảng là con người bị xúc phạm, con người thiêng thánh, con người là hình ảnh của Thiên Chúa, con người có linh hồn và có phần xác. Cái ơn gọi làm người rất cao quý. Vậy mà giờ đây, vì loại trừ Thiên Chúa, thì chúng ta cũng tàn sát lẫn nhau. Từ trong gia đình, đến cộng đoàn, đến xã hội và thế giới. Nhìn nhau bằng tiền bạc, bằng lợi nhuận, còn không sống cái tình với nhau. Vợ chồng con cái cũng xúc phạm đến nhau. Xúc phạm đến con người là xúc phạm đến Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã nhập thể mang hình ảnh con người. Nhưng chúng ta, con người với con người ngày hôm nay, chỉ nhìn nhau bằng cái bề ngoài hấp dẫn, bằng những cái lợi lộc, chứ không sống với nhau bằng cái tình. Cho nên xúc phạm nhau, tiêu diệt nhau, tàn sát nhau, khủng khiếp trên toàn thế giới. Ngay càng ngày, người ta càng đầu tư vũ khí, máy bay ném bom tàn hình, những tên lửa để tiêu diệt nhau, để tàn sát nhau, và khủng bố giết càng nhiều càng tốt. Rồi đủ mọi mánh khóe, đủ mọi gian xảo để giết hại nhau. Một thế giới tục khóa, loại trừ Thiên Chúa, loại trừ con người, và gây ra đại dịch COVID, gây ra biết bao khủng hoảng tang thương. Vậy thưa anh chị em, chúng ta hãy nhìn vào đời mình, nhìn vào gia đình của mình, nhìn vào cộng đoàn, vào giáo hội của mình, nhìn vào xóm ngõ của mình, nhìn vào thế giới chúng ta đang sống, mà thương lấy nhân loại chúng ta, mà thức tỉnh lương tri, mà hãy đứng lên chạy đến với Chúa, thờ lạy Chúa, đón nhận Chúa, kêu mang Chúa, mang nặng và sanh hạ Chúa Giêsu cho đời của mình, cho gia đình và cho nhân thế hôm nay. Nếu mùa Giáng sinh này chúng ta chìm trong đau khổ, chết chóc, tang thương, trong mầu nhiệm Giáng sinh, chúng ta cảm nghiệm tình yêu của Chúa đang chia sẻ với chúng ta, những người di dân nghèo khó, những người sống ở vùng ngoại biên, những người đang thất nghiệp, những người đang thấy mình vô giá trị, mình chẳng có ý nghĩa gì, mình đang bị hất hủi, mình trẻ khỏe mà cầm đơn xin việc chẳng ai cho, mình to khỏe mà chẳng làm ra được đồng tiền để nuôi chính mình và gia đình. Chúng ta hãy chạy đến với Chúa, dâng cuộc đời chúng ta, gia đình chúng ta và cả nhân loại. Xin cho chúng ta được mở lòng đón nhận
Chúa Giêsu đấng là nguồn của bình an, ân sủng và phúc lành. Mời cộng đoàn đứng. Tôi tin kinh